Bộ sưu tập Urbex Ruler Pack của Ananas được ra mắt vào tháng 1, 2022 sẽ không thể nào trọn vẹn nếu vắng bóng cây thước tím xanh, nghĩa là xanh tím, Urbex Ruler Low Top Atlantic Blue. Điểm nhấn của đôi giày này chính là màu xanh tím khá thịnh hành, nhìn vào đã thấy tuổi trẻ rồi đấy các bạn. Phần upper của giày sở hữu những đường chỉ may tỉ mỉ cùng chất liệu vải canvas khá thoáng khí. Lưỡi gà có logo nhà dứa, trông khá đơn giản nhưng phần nào tôn thêm vẻ đẹp cho đôi giày. Lót trong có dòng chữ Urbex đặc trưng, trông dày dặn, lên chân vô cùng êm ái. Phần đế không thể thiếu hình ảnh cây thước kẻ, điểm độc đáo của bộ sưu tập Urbex Ruler Pack. Một mẫu giày hiện đại, trendy thế này, ắt hẳn sẽ không làm bạn thất vọng. Khi phối đồ, bạn nên lựa chọn những item màu sắc đơn giản, trung tính để có một outfit thật xịn mình nhé. Đôi giày mang đi học là đúng bài, nhưng mang đi chơi hay đi du lịch cũng chắc không kém đấy.